Đừng lấy tiền, anh dám lấy tiền nuôi quỷ cái đi hả? Khùng á! Tại sao khi đó mình lại yếu đuối như vậy chứ? Tại sao anh ta lại dám phản bội mình? Em ơi, anh đói bụng quá. Em ra dọn cơm cho anh ăn được không? Hồi nãy em mới đi ăn với bạn rồi. Anh chịu khó ra ngoài ăn đỡ nha. Em ơi, dạ. Đồ đạc của anh em không có giặt gì hết trơn. Rồi bây giờ lấy gì anh đi làm đây? Anh làm gì anh to tiếng như em bây giờ? Em phải lộ xin của anh. Em nói cái gì mà lạ vậy? Anh đã ra ngoài cả ngày anh bằng cực khổ. Công chuyện nhà có bao nhiêu đó em làm không được nữa sao? Em nói lại lần nữa nha. Em không phải lộ xin của anh. Sao vậy? Vô.
Dạ. Chị cảm ơn nha. Alo, bà tới chưa dạ? Trời đất ơi, tôi tới hồi nãy giờ rồi nè. Rồi nhanh nha. Rồi nên không có đi ăn được. Để hôm nào đi rồi anh dẫn em đi ăn nha. Vậy nha. Anh anh chờ em có lâu không nhờ? Trời đợi nãy giờ biết bao lâu luôn nè. Nè em ngồi đi em. Sao kiếm anh có chuyện gì đây? Sao đến ngày đóng tiền nhà rồi mà em chưa lạnh luôn nữa. Chuyện nhỏ, để đó anh lo. Cảm ơn anh nhiều nha. Thương quá à. Bà sẽ giật tóc nó, bà nhé răng nó, bà sẽ nhấc lỗ tai nó. Mình quyết tâm. Cô biết cái, mày dám giật chồng của tao hả? Điên à. Thank you.
Anh về rồi hả? Nè, anh uống nước cam đi. Cảm ơn em. Đưa cái cặp em khóc cho. Uống nước cam xong á, đi vô rửa mặt rồi ra ăn cơm với em nha. Nè, anh ăn đi. Ăn đi. Này, em nấu ngon lắm đó. Cho anh nữa nè. Ăn đi anh. Em à, anh xin lỗi em. Bấy lâu nay anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với em. Nhưng em cũng xin lỗi anh. Em biết á, là thời gian qua em đã sống rất là vô tâm với anh. Em sợ có một ngày nào đó sẽ có một người khác mang lại niềm vui cho anh, rồi anh sẽ không về cái nhà này nữa. Em khờ quá à. Em chính là nhà của anh. Anh không về, anh còn biết đi đâu nữa. Nơi để về chính là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình.